Singapore có một cách mới sáng tạo để thiết kế các tòa nhà của mình. Đưa thiên nhiên vào trung tâm của các công trình. Đó là một cách tiếp cận được gọi là thiết kế ưa sinh học. Bởi vì nghiên cứu cho thấy chúng ta cảm thấy hạnh phúc và khỏe mạnh hơn khi gần gũi hơn với thế giới tự nhiên. Ý tưởng về các thiết kế ưa sinh học là làm thế nào để chúng ta thiết kế theo cách mà chúng ta bao quanh thiên nhiên và cố gắng mang thiên nhiên vào thành phố. Một tòa nhà ưa sinh học cố gắng thay thế các bức tường và cửa sổ, cột và biển báo, đèn neon bằng lá và vỏ cây, chim chóc và côn trùng. Bệnh viện Khu Thích Pius là bệnh viện ưa sinh học lớn nhất ở châu Á. Hơn 700 loài thực vật bản địa được trồng tại khu vực này. Và báo cáo bệnh nhân hồi phục nhanh hơn khi được bao quanh bởi thiên nhiên. Có những lợi ích của kết nối với thiên nhiên. Bởi vì tôi nghĩ rằng đó là sự kết hợp của sức khỏe tâm lý cũng như sức khỏe sinh lý khi có không khí trong lành cũng như ánh sáng tự nhiên, vì điều đó giúp cơ thể tạo ra vitamin D. Những người đến đây cũng tìm thấy ở bệnh viện Khu Thích Pius là họ đã trải qua cảm giác bình tĩnh hơn và giảm mức độ căng thẳng, và bệnh nhân cũng dùng ít thuốc giảm đau liều mạnh hơn. Ở đây, không gian sống không được tính bằng mét vuông, mà theo số lượng thiên nhiên nó hàm chứa bên trong. Điều chúng tôi quan tâm là liệu chúng ta có thể đạt được điều này ở những thành phố có mật độ dân số cao, để chúng ta có thể thay thế 100% diện tích xanh của thành phố, hay thậm chí là vượt qua nó không? Thành quả lớn nhất mà chúng tôi đạt được là ở khách sạn Oasia Downtown, nơi chúng tôi có 1.100% tỷ lệ ô màu xanh. Vì vậy, điều này có nghĩa là chúng tôi có lượng thiên nhiên trong tòa nhà gấp 11 lần so với chúng tôi sẽ. Nếu chúng tôi không có tòa nhà nào cả, chúng tôi sẽ chỉ có một khu vực trống không như một khu vườn. Ngay cả khi chỉ với 10% các tòa nhà mới có 1.000% thiên nhiên, chúng ta có thể nhanh chóng trang bị thêm cho thành phố để có độ phủ xanh tương đương 100% của thành phố. Thiết kế ưa sinh học có thể giúp giảm căng thẳng và lo lắng mà một số nghiên cứu liên quan đến sự thiếu thiên nhiên trong đời sống của chúng ta. Là con người, chúng ta tiến hóa trong tự nhiên, được bao quanh bởi thế giới tự nhiên. Nên việc sống ở các thành phố là một điều gì đó khá phi tự nhiên đối với chúng ta. Nó dường như đang gây ra một loạt các vấn đề tâm lý và sinh lý. Chúng ta thực sự bị bao quanh bởi rất nhiều thứ mà có quá nhiều lề thói chất chứa lên chúng. Mọi thứ mà chúng ta để mắt tới đều do con người tạo ra. Có rất nhiều hình khối bao quanh chúng ta, nó quá khô cứng. Nhưng khi nhìn vào một cái cây, bạn có thể thư giãn như thể đôi mắt của bạn có thể nghỉ ngơi trên đó. Bạn có thể nói đó là một hình thức đẹp mà không ai có bất cứ thứ gì phải làm với nó. Và đó là một cách tôi nghĩ có thể khiến tâm trí chúng ta tĩnh lặng tất cả các mặt của thân thể và chỉ cần ngơi nghỉ. Thiết kế ưa sinh học giúp các thành phố đóng một vai trò trong việc khôi phục thiên nhiên và đa dạng sinh học. Vì vậy, kiến trúc ưa sinh học thúc đẩy hệ sinh thái đô thị bằng cách tạo cơ hội cho sự phong phú hơn về hệ sinh thái đa dạng. Kiến trúc ưa sinh học đã chứng tỏ sự phổ biến trong hoạt động kinh doanh và đã nâng hình ảnh của Singapore ra quốc tế. Khách sạn Park Royal on Pickering
đã chật kín kể từ ngày mở cửa nên rất nhiều người coi đây là nơi họ muốn trải nghiệm và lưu trú. Vì vậy, những khu vườn thực sự đã trở thành yếu tố lớn nhất thu hút khách đến với khách sạn. Và tôi phải nói rằng đó là điều tuyệt vời. Khi nhìn thấy ai đó đang đi trên phố mà mắt họ nhìn về phía tòa nhà, họ đứng sững lại và họ có thể dựa vào vai người bạn đồng hành và sau đó họ chỉ vào tòa nhà và phản ứng đầu tiên của họ có khi họ di chuyển về phía tòa nhà và họ chỉ muốn đi vào đó. Với tư cách là một kiến trúc sư, không có phần thưởng nào hơn thế. Đỉnh cao của phương pháp tiếp cận ưa sinh học ở Singapore là Garden by the Bay. Tôi nghĩ thành công của Garden by the Bay là thành công ở nhiều lớp. Trước hết, nó tạo ra một không gian để người dân có thể chia sẻ và tận hưởng. Đồng thời, nó giống như một phòng khách đô thị, phải không? Khi khách đến thăm thành phố của bạn, đó là nơi đầu tiên họ ghé thăm. Và sau đó họ tìm hiểu về thành phố của bạn. Kiến trúc ưa sinh học là bước đầu tiên để hướng tới một giải pháp lâu dài hơn. Tôi nghĩ rằng thành phố của chúng ta ngày càng có nhiều cây xanh thì nó sẽ bắt đầu hiệu ứng tuyết lăn và ngày càng có nhiều người muốn nó hơn.